Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Ukraine phản công thất bại đang phà vào gáy Putin. Theo dự định của ông Tổng thống Nga Putin thì ông ta sẽ thôn tính Ukraine trong khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên đến giờ đã hơn một tháng mà vẫn chưa chiếm được gì. Ukraine không dễ chiếm như ông ta tưởng. Quân đội Ukraine đã chống trả quyết liệt và quân đội Nga dù được mệnh danh là quân đội hùng mạnh số 2 thế giới cũng không thể làm gì được. Ban đầu Ukraine phòng vệ, tuy nhiên việc phòng vệ hơn tháng nay xem như đạt được mục đích đáng kể, mà khi đã phòng vệ được thì không lý do gì không phản công nếu điều kiện cho phép. Và chuyện gì đến, nó đã phải đến. Mới đây trên các kênh truyền hình Reuters, Fox News, New York Post đã đồng loạt đưa tin vui, đó là một căn cứ quân sự nằm trong lãnh thổ Nga đã bị tập kích và nó là đòn hỏa lực từ phía Ukraine chứ không phải từ đâu khác. Hãng tin Reuters, một hãng tin nổi tiếng thế giới đã giật tít rằng Ukraine lần đầu tiên trả lũa đánh thẳng vào căn cứ quân sự trong lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, tờ báo New York Post của Mỹ thì đưa tin các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã nã đạn vào một căn cứ quân sự của Nga nằm trong lãnh thổ của Nga. Nếu vụ việc này chính xác thì đây là lần đầu tiên Ukraine tấn công trả đũa quân Nga ở bên kia biên giới. Đây là hình ảnh Ukraine đang phản công dữ dội. Thật ra, việc Nga bị tấn công thì đối tượng đó là không ai khác, chính là phía Ukraine. Tuy nhiên, hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Đó được xem là phản ứng khôn ngoan. Những thông tin mà dễ làm cho Putin nổi giận thì phía Ukraine không cần phải thêm dầu vào lửa. Những trang tin uy tín trên thế giới đưa tin như thế thì gia đình quân nhân Nga đang tham chiến Ukraine sẽ có tác động rất lớn. Họ tác động vào con em của họ và từ đó tinh thần chiến đấu của quân Nga sẽ đi xuống. Khi hàng ngày, hàng giờ họ nhận được những cuộc gọi, được hình ảnh từ Ukraine gọi về nơi con em của họ đã chết, bị thương hoặc đã bị bắt làm tù binh. Được biết, hỏa lực được cho là từ phía Ukraine đã bắn trúng một căn cứ quân sự tại địa điểm gần thành phố Belgorod, Nga, nằm cách thành phố Kharkiv của Ukraine khoảng 50 dặm, tức là 80 km, gần biên giới với Nga, nơi trong những tuần gần đây liên tiếp bị các lực lượng vũ trang Nga sử dụng hỏa lực mạnh tập kích. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh được cho là vụ tấn công này khiến đạn nổ dữ dội, mặc dù nguồn gốc của vụ nổ chưa được xác nhận. Có 4 người được ghi nhận đã bị thương trong vụ nổ này. Hãng tin Mỹ Reuters cũng dẫn nguồn từ hãng thông tấn xã TASS của Nga cho biết đã xảy ra một vụ tập kích hỏa lực vào căn cứ quân sự lâm thời của Nga gần biên giới với Ukraine vào cuối ngày thứ Ba 29 tháng 3, tức rạng sáng ngày 30 tháng 3 năm 2022, theo giờ Việt Nam. Nguồn tin của thông tấn xã TASS cho biết các dữ liệu ban đầu cho thấy hỏa lực từ vụ tập kích này được bắn đi từ phía Ukraine. Trước đó, hãng tin Nga dẫn thông báo của một quan chức cấp cao địa phương ghi nhận loạn vụ nổ bên ngoài thành phố Belgorod gần biên giới với Ukraine. Video được hai kênh truyền thông địa phương ở Belgorod chia sẻ cho thấy có đạn nổ. Tuy nhiên, hiện hãng Reuters cũng chưa thể xác minh được vụ việc này. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời tuyên bố của cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết đã có 4 người bị thương trong vụ tấn công nói trên. Và thương vong ở phía Nga là bao nhiêu là câu hỏi cũng được đặt ra. Từ đầu cuộc chiến, sự công bố thiệt hại về nhân mạng đều được đưa ra từ phía Ukraine chứ không phải là từ phía Nga. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 3, đài CNN Mỹ đưa tin Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 3 công bố con số thương vong mới nhất của quân đội nước này trong cái gọi là cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đấy là lần đầu tiên kể từ sau ngày 2 tháng 3, phía Nga chính thức công khai số binh sĩ thương vong ở Ukraine. Thực tế, phía Ukraine báo tin cho Nga mất hơn 16.000 quân, nhưng phía Nga không lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, con số phía Nga đưa ra vào ngày 25 cho biết nước này đã mất 1.351 quân nhân và 3.825 binh sĩ bị thương từ ngày 24 tháng 2 cho đến ngày 25 tháng 3. Vậy tính ra mỗi ngày có 44 lính Nga đã phải bỏ mạng tại chiến trường Ukraine. Theo thú nhận của Cục trưởng Cục tác chiến của Tổng tham mưu quân đội Nga, tướng Sergei, thì cho đến nay đã có 1.351 người thiệt mạng, 3.825 người bị thương. Nhà nước sẽ hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con em họ ăn học, hoàn trả đầy đủ các khoản vay và giải quyết vấn đề nhà ở cho gia đình họ. Tướng Roskoy cũng cho biết rằng quân đội Nga đã nhận được một số lượng lớn đơn xin nhập ngũ của công dân Nga, trong đó bày tỏ nguyện vọng được chiến đấu ở Ukraine. Đây là hình ảnh
quân đội Nga thiệt hại nặng ở Ukraine. Con số ước tính của Mỹ, Ukraine và NATO và các thiệt hại của quân Nga lớn hơn rất nhiều so với những con số kể trên. Hôm 24 tháng 3, hai quân sự cấp cao của NATO ước tính số binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch ở Ukraine là 7.000 đến 15.000 người. Tương tự, các quan chức Mỹ ước tính là cũng 7.000 đến 14.000 người đã chết. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 25 tháng 3 thông báo rằng phía Nga đã mất khoảng 16.100 binh sĩ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nước này đã ghi nhận 498 binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine và 1.597 người bị thương. Cũng trong họp báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor, đã khẳng định rằng lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn tất tất cả các nhiệm vụ được giao. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin đã hết bài để tính toán cho con đường chiến thắng. Quân Nga đã trả giá quá lớn cho sự xâm lược, và cho đến hôm nay khi mà các quân nhân Ukraine đã bắt đầu phản công, thì điều đó cho thấy quân Nga có thể thiệt hại nhiều hơn nữa, nhưng lại không chiếm được gì. Đây là sai lầm rất lớn của ông Putin. Mạng dân của Nga đã được ông Tổng thống độc tài này đem nướng trên ngọn lửa chiến tranh, để rồi không mang lại kết quả gì. Cuộc chiến phi nghĩa phục sự sự điên cuồng của người bắt hàng ngàn sinh mạng phải trả giá. Đấy là tội ác không thể dung thứ. Và là tội ác thiên cổ về lịch sử nhân loại gây tởm. Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem bản tin nóng Trịnh Văn Quyết bị bắt, chủ nợ đang lò sốt vó. Theo trang thông tin chính phủ, thì vào ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06QĐ và các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC. Thông tin này chỉ một ngày sau đó có lệnh cấm xuất cảnh trước đó được đưa ra. Được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C01 tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC và các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Đây là hình ảnh thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Hành vi này của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại điều số 211 Bộ luật hình sự. Bước đầu, vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 và các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Đấy là những gì mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa tin. Tuy nhiên, việc ông Quyết bị bắt nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Sẽ có hiệu ứng domino, những chủ nợ của FEC sẽ rơi vào tình trạng lo lắng, sợ mất vốn ở FEC hoặc khoản nợ mà ông Trịnh Văn Quyết vay ấy sẽ trở thành nợ xấu, khó đòi. Như vậy, các chủ nợ đang cho tập đoàn FEC ông Trịnh Văn Quyết quay vốn là những ai là câu hỏi đặt ra. Theo thông tin có được, thì ngoài hơn 500 tỷ nợ gốc đến hạn phải trả trong ngắn hạn, FEC còn có nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đến hạn vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 với giá trị 150 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021, tập đoàn FEC công bố tổng dư nợ của công ty hiện tại tới ngày 31 tháng 12 2021 là 6.189 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến trả, khoản trả và vay trung hạn và dài hạn trái phiếu. Tổng dư nợ của FEC chiếm tới 18,3% tổng nguồn vốn tại ngày cuối năm. Trong cơ cấu vay của công ty chiếm tới 67% là vay và nợ chung và dài hạn. Điều này phù hợp với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp trên lĩnh vực bất động sản. Hai nhà băng cấp tín dụng trung hạn, dài hạn nhiều nhất cũng là hai chủ nợ lớn nhất của FEC là Sacombank 1.840 tỷ đồng và BIDV 1.746 tỷ đồng. Tiếp sau đó là NCB và Oceanbank đều cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho doanh nghiệp với dư nợ
cuối năm 2021 là gần 600 tỷ đồng. Đây là hình ảnh chủ nợ lớn nhất của FEC. Mặc dù Sacombank là chủ nợ lớn nhất của FEC đến thời điểm 31 tháng 3, 12 năm 2021, nhưng trong năm nay áp lực trả nợ gốc không đến từ nhà băng này vì cả hai khoản cho vay của Sacombank mới chỉ được ký kết vào tháng 3 và tháng 5 năm 2021. Theo diễn giải, trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, khoản nợ dài hạn đến trả vào thời điểm 31 tháng 12, 2021 không có nghĩa vụ của Sacombank. Nợ dài hạn đến hạn phải trả là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành. Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch trả nợ dài hạn, xác định số nợ dài hạn đã đến hạn phải thanh toán trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn đến hạn phải trả. Nợ dài hạn đến hạn phải trả vào cuối năm 2021 của FEC là 506 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đặt ra áp lực trả nợ không nhỏ với doanh nghiệp trong năm 2022. Trong đó, ba chủ nợ chính lần lượt là Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV Quy Nhơn, Ngân hàng BIDV Đồng Bằng Sông Cửu Long và Agribank Đông Gia Lai. Theo diễn giả của công ty, đây đều là những khoản vay từ những năm trước đầu tư dự án, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay. Trong đó, BIDV Quy Nhơn cấp tín dụng dài hạn nhất với thời hạn 192 tháng. Ngoài chủ nợ là các ngân hàng, FEC còn huy động vốn qua kênh trái phiếu, bao gồm trái phiếu ngắn hạn và trái phiếu dài hạn, với tổng giá trị đã lên tới 1.018 tỷ đồng. Có hai nhà băng phát hành trái phiếu cho FEC là Ocean Bank và NCB Bank và công ty chứng khoán MBS. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết sẽ thay áo mới. Hai khoản phát hành trái phiếu lớn của FEC trong năm 2021 là để phục vụ dự án khu đô thị du lịch sinh thái FEC Sầm Sơn giai đoạn 2 và khu vực đô thị Tropica City 1 tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh giai đoạn 1. Theo doanh nghiệp niêm yết, vào ngày 29 tháng 2 năm 2021, tập đoàn FEC đã huy động xong 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Theo thông tin công bố, một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu nói trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn, làm đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký trái phiếu là công ty chứng khoán MB, còn ngân hàng Bảo Việt thì chịu trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo, đại lý quản lý tài sản và thanh toán. Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để tăng quy mô vốn và hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư của FEC. Cụ thể là bù đắp tiền thuế sử dụng đất đã nộp theo thông báo của cơ quan quản lý đối với dự án khu đô thị sinh thái FEC Sầm Sơn, Thanh Hóa, nằm trong khu đô thị du lịch sinh thái FEC Sầm Sơn, giai đoạn 2 và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án này. Và việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt có tác dụng rất xấu đến giá cổ phiếu của những công ty niêm yết theo họ FEC, dù là những ngân hàng lớn cũng phải lo sợ FEC lâm vào khủng hoảng. Còn nợ khủng mà mất khả năng trả nợ thì chủ nợ cũng không thể tránh khỏi thiệt hại.